nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên. Chủ đề của Chủ nhật hôm nay đó là sự chọn lựa và quyết định. Dụ ngôn người tìm kho báu, thấy được cái kho báu giá trị như thế nào, về bán tất cả tài sản của mình để tậu được kho báu. Người viên đi buôn tìm được viên ngọc quý, cũng quyết định về bán tài sản để mua viên ngọc quý. Và dụ ngôn thứ ba đó là cá dưới biển khi mắc lưới, người ta kéo lên, cá tốt thì bỏ vào giỏ, cá xấu thì quẳng ra ngoài. Đó là ba dụ ngôn mà tin mừng hôm nay gợi lên cho ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ. Và từ cái suy nghĩ đó chúng ta có một sự chọn lựa. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Giuse Anna, cầu cho Gia Thiên và cầu cho các đảng linh hồn xin đi đường được bằng an và công việc được thuận lợi. Để xứng đáng cử hành thánh lễ Chủ nhật hôm nay, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng, vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các hiến thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa là Thiên Chúa.
Thiên Thiên Chúa là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng. Có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi bền vững, chẳng có chi thanh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: Ngươi muốn gì thì hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi. Salomon thưa: Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tới Chúa cai trị kế vị David thân phụ tôi, nhưng tôi chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tới Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tới Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa và phân biệt lành dữ. Vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này? Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: Vì ngươi đã xin điều đó mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng những kẻ Chúa đã biết trước thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trường tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai Người đã tiền định thì Người cũng kêu gọi họ, và những ai Người đã kêu gọi thì Người cho họ được hưởng vinh quang. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm được viên ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, lưới đầy người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng có. Người liền bảo họ: Bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng như giống chủ nhà kia lợi dụng những cái mới cũ trong kho của mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, Salomon khi được nên nối ngôi cha mình là David, ông còn rất trẻ, mới có 22 tuổi. Do đó ông cầu xin với Thiên Chúa ban cho ông một sự khôn ngoan để cai trị dân. Ông không xin giàu có, không tin của cải vật chất, không tin xin cái này cái khác, mà chỉ xin Chúa cho sự khôn ngoan để điều khiển dân Chúa. Và Chúa đã nhận lời ban cho ông sự khôn ngoan. Và Thiên Chúa nói: Trước đây chưa có ai bằng ngươi, và sau này cũng không ai được như ngươi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho Salomon, cũng như sự khôn ngoan mà Chúa cũng ban cho mỗi con người chúng ta. Con người chúng ta khác con vật, đó là có sự khôn ngoan, có lý trí, có linh hồn.
Dù có đạo hay là không có đạo cũng phải tin cái điều đó. Con người chúng ta có lý trí, có linh hồn. Người vô thần cũng phải tin có linh hồn. Còn chúng ta thì tin có linh hồn. Linh hồn sẽ được sống đời đời, và linh hồn sẽ được chữa cho tưởng công sau này. Còn cái xác thì là dựng, Thiên Chúa dựng nên, là bụi đất sẽ trở về bụi đất. Còn cái linh hồn chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước trời. Thưa quý ông bà anh chị em, bước sang tin mừng. Ba dụ ngôn, nhưng dụ ngôn thứ ba thì chúng ta có thể đã suy nghĩ giống như là lúa và cỏ lùng. Cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì ném ra ngoài. Ngày tận thế thì thiên thần thu những người tốt cho hưởng nước trời, còn người xấu thì quẳng vào lửa, ở đó khóc lóc nghiến răng. Nhưng hôm nay chúng ta đề cập đến hai cái dụ ngôn đầu, đó là cái người tìm được kho báu ở ruộng. Ông về bán tất cả tài sản ông có để tâu cái thửa ruộng có kho báu. Ông đánh giá trị cái kho báu như thế nào? Quá nhiều so với tài sản ông có. Do đó ông quyết định là về bán tất cả tài sản ông có để tâu cái thửa ruộng có kho báu. Chủ ngôn thứ hai, người đi buôn nọ gặp được viên ngọc quý. Ông đánh giá cái viên ngọc quý đó hơn cái tài sản hiện tại ông có. Do đó ông quyết định về bán tất cả tài sản ông có để mua viên ngọc quý. Con người chúng ta có sự khôn ngoan. Cái hai con người này cư xử rất đúng và rất hợp lý. Họ đánh giá cái thửa ruộng có kho báu và đánh giá viên ngọc quý lớn lao to tát như thế nào đối với cái tài sản hiện có của họ. Do đó họ quyết định là bán tất cả tài sản để tâu thửa ruộng có kho báu và mua viên ngọc quý. Đó là một cái sự chọn lựa rất tốt, rất đúng. Và ai cho chúng ta cũng phải chọn lựa như vậy. Và đi vào thực tế, con người chúng ta khi mà thấy cái điều này quan trọng, quý giá thì chúng ta phải chọn cái quý giá. Chúng ta phải chọn cái điều tốt chứ không bao giờ chọn cái điều xấu. Đi ra ngoài chợ, các bà nội chợ, à mua cái điều này, cái này là tốt, miếng thịt này là miếng thịt ngon, con cá này là con cá còn tươi chứ không ươn. Và đi ra các hàng quán hay là các shopping cũng phải chọn cái nào tốt. Người ta khuyến khích là hàng nội, nhưng mà hàng ngoài thế nào, cái gì tốt hơn chúng ta mua, dù nó có mắc một chút. Ai trong chúng ta cũng thấy cái điều đó và chọn cái điều đó. Cái gì mang lại cho hạnh phúc thì chúng ta chọn. Cái gì mang lại lợi cho chúng ta thì chúng ta chọn. Có ai chọn cái xấu bao giờ không? Chắc là không có. Cũng như đánh bạc, đánh cờ, đánh bạc, đánh đề, cũng mong là có tiền. Đấy. Nhưng mà từ cái mong có tiền rồi cuối cùng thua, thua thì gỡ, gỡ thì ván hết của cái đi, gỡ cũng không được. Đấy. Nó đi là cái tệ nạn. Cái tệ nạn của cờ bạc, đánh đề nó là như vậy. Thua thì gỡ. Gỡ. Hôm nay gỡ không được, ngày mai không gỡ được, càng ngày càng ngày càng lâu sâu vào cái bỏ tiền ra để gỡ, cuối cùng bán nhà bán cửa để gỡ. Gỡ được không? Cuối cùng gỡ là gì? Ở gỡ lực cho về thôi. Cũng như con người chúng ta vậy. Nhiều, có nhiều tiền thì muốn có nhiều tiền hơn.
Vấn đề tham dũng mà chúng ta đọc báo hàng ngày, chúng ta nghe hàng ngày cũng vậy. Muốn có 1 tỷ thì muốn có 2 tỷ, 3, 4 tỷ, tìm cách này thì cái kia có nhiều tiền. Cuối cùng thì như thế nào? Hậu quả sẽ như thế nào? Thưa quý ông bà, anh chị em, trong thực tế của con người chúng ta, nhiều khi chúng ta khôn mà không ngoan, hay là ngoan mà không khôn. Đấy. Nghĩa là gì? Nhiều khi chúng ta chỉ khôn vặt. Khôn vặt thì không đạt được kết quả, có vậy thôi. Hay là khôn lỏi cũng vậy, cũng không đạt được kết quả. Phải có sự khôn ngoan chính đáng, chọn cái gì là tốt. Chọn điều lành chứ không phải chọn điều dữ. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, đối với con người của chúng ta thì lại ngược lại. Người Công giáo của chúng ta, cái gì là tốt nhất? Cái gì là hay nhất? Đó là hạnh phúc nước trời. Đi theo đạo Công giáo là để được hưởng hạnh phúc nước trời. Không có một cái gì khác, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng mà con người chúng ta thì lại không chịu cái chuyện đó. Chọn cái gì tốt cho mình mà cái đó lại không hợp ý Chúa. Ta kể một câu chuyện, cha Sở đến thăm một gia đình lúc đầu rất là nghèo, nhưng thời cơ may tới, bỏ một số vốn mở một cửa tiệm bán rất là đắt, quật quật suốt ngày, đến cuối cùng nghĩa là thu nhập gom, tức là gia đình đó vào là phất. Nhưng mà không có đi lễ, đọc kinh cầu nguyện, với nỗi lo bán hàng, thu nhập. Cha Sở về hỏi thì chủ nhà, vợ chồng đều hô hời: thưa cha, chúng con mở cửa hàng Chúa ban cho, trời ơi, bán may mắn quá, thu nhập rất là cao. Có khi chúng con không có thời giờ đi lễ cả ngày chủ nhật. Cha Sở ngồi lặng thinh suy nghĩ. Được lợi lãi cả thế gian, mất linh hồn, được ý gì không? Bắt đầu hai ông bà xỉu xuống: dạ thưa cha, chúng con sẽ chỉnh đốn lại. Nhưng không, hứa với cha này chúng con sẽ chỉnh đốn lại, nhưng mà vấn đề là buôn bán thu nhập quá là cao, quá là nhiều, do đó cũng tiếp tục không đi lễ, đi lễ gì hết, không giữ đạo nữa, kinh sáng tối cũng không đọc. Và cuối cùng hậu quả như thế nào? Thưa quý ông bà, anh chị em, đấy, chúng ta chọn cái đưa xuống hỏa ngục mà chúng ta không chọn cái để được vào nước trời. Nhiều khi chúng ta lại chọn cái xấu mà không chọn cái tốt. Chúng ta biết cái này là tội mà chúng ta vẫn phạm như thường. Đi đám cưới không có luật lệ, không có đạo đức, bỏ rồi đi đám cưới là có tội, vẫn cứ đi như thường. Biết là tội mà mình cứ đi, cứ phạm. Thưa quý ông bà, anh chị em, đấy, con người của chúng ta là như vậy. Bề ngoài thì đạo đức thanh tiện, đi tam nữ thanh lễ, rước lễ mỗi ngày, nhưng mà khi phạm tội thì vẫn cứ phạm tội. Biết là tội vẫn cứ phạm. Ôi giời, ăn thua gì? Tội là lội xuống áo. Tội thì tôi đi xưng tội. Thưa quý ông bà, anh chị em, không thể biện luận cái điều đó được. Tôi đi xưng tội. Cái chuyện cố tình là một cái chuyện vô tình khác. Đi đưa ra tòa, cái tội cố tình thì cái hình phạt nặng, còn cái tội là vô ý thì hình phạt nhẹ. Đối với Thiên Chúa là cha đầy tình yêu thương, Ngài yêu thương, nhưng mà con người cố tình phạm tội thì Ngài không thể chấp nhận được. Cố tình phạm tội làm sao mà cầu xin Chúa tha thứ được? Hình phạt sẽ nặng hơn.
Chúng ta noi gương các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta, ông bà anh chị em thấy rõ ràng chấp nhận cái chết chứ không phải bỏ cái chết để trở về phần thưởng vàng bạc châu báu. Chấp nhận cái chết, các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo, tại sao chúng ta không bắt chước? Là bởi vì cái trước mắt chúng ta chỉ nhìn cái trước mắt công trình lâu đài. Tất cả mọi người chúng ta ngày nào đó chúng ta sẽ chết, hạnh phúc nước trời hay là hỏa ngục. Nhiều khi chúng ta lại chọn hỏa ngục hơn là chọn nước trời. Nói ra cái điều này thì bảo ơi cha ơi nói quá, nhưng mà thực tế chúng ta làm cái điều đó, biết tội mà cứ phạm. Thấy rõ ràng người Công giáo của chúng ta học rõ kinh thánh này, đọc kinh này đủ thứ, biết cái này là tội, biết cái này là không tội, chúng ta biết hết rồi chứ không phải không biết đâu, nhưng mà chúng ta cứ phạm tội. Cũng như là cái câu chuyện cha Sở đi thăm một gia đình buôn bán, với vì thu nhập mà quá đi, nhiều quá đi, bỏ đi lễ ngày Chủ nhật thì bớt thu nhập bởi vì phải đóng cửa. Đấy, cái lợi nhuận trước mắt mà không thấy ở cây sau. Cái hạnh phúc nước trời của người Công giáo của chúng ta là quan trọng nhất. Cái kho báu hay là cái viên ngọc quý không bằng giá trị là nước trời. Nhưng nói như vậy thưa cái ông bà anh chị em, người nói ơi nước trời còn xa vời quá, cái trước mắt này tôi phải làm đây này, cho cái cuộc sống gia đình của tôi đây này, còn cái trước cái sau sau sẽ tính. Chưa chắc thưa cái ông bà anh chị em, ngày hôm nay con người chúng ta đột quỵ rất nhiều, người lớn trẻ con cũng đột quỵ chết một cách bất kỳ tử. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng, nhưng mà chúng ta không có lo. Đấy, mặc dù có đi lễ này, mặc dù có đọc kinh này, vào cái hội đoàn này có hoàn toàn kia, nhưng mà phạm tội thì cứ việc phạm tội, chả ăn nhầm gì hết trơn, miễn là có lợi cho tôi có vậy thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, đấy, cái dụ ngôn thửa ruộng có kho báu, dụ ngôn viên ngọc quý, họ đã cư xử như thế nào, họ đánh giá cái kho báu và viên ngọc quý như thế nào. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, nước trời còn quý giá hơn là kho báu, hơn là viên ngọc quý. Như tôi đã nói nhiều lần, cuộc đời của người Kitô hữu chấm dứt là hạnh phúc nước trời hay là không hạnh phúc nước trời. Cái sự chọn lựa và quyết định của mỗi người chúng ta ngay từ giây phút này, chứ không phải đợi đến ngày cuối cùng. Ngay từ giây phút này chúng ta phải quyết định chọn lựa. Mặc dù con người chúng ta yếu đuối, có những lúc phạm tội, có những lúc thế này, có những lúc thế khác, nhưng mà khi phạm tội chúng ta phải quyết định từ bỏ ngay, từ chối ngay. Cái này không hay không tốt thì chúng ta phải chữa lại. Tất cả những cái đó là cái đòi thiện chí của mỗi người chúng ta, sự cố gắng của chúng ta. Đừng vì cái lợi lộc trước mắt mà chúng ta quên cái hạnh phúc mai sau. Do đó hôm nay tôi muốn nhấn mạnh với ông bà anh chị em, chúng ta phải suy nghĩ, đừng có sống một cách hời hợt, lơ là, dừng dưng cái chuyện đó. Mặc dù có đi lễ, nhưng mà trở về cuộc sống, tội thì chúng ta cứ vẫn phạm tội. Như vậy thì chúng ta sống đạo như thế nào? Không có hy sinh một chút nào hết, không có từ bỏ một chút nào hết, miễn là cho tôi có lợi, cho gia đình tôi có lợi, có vậy thôi. Cũng như báo chí người ta đang chở cả mấy tấn thịt heo bẩn, thịt heo thối, cái gì có lợi cho tôi, còn ai chết mặc kệ,
ai mua cái thịt đó ăn vào chết mà kệ, còn tôi thu nhập được cả đấy. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay con người chúng ta không còn coi tội ra cái gì hết, không có ý thức về tội, cứ phải làm việc phạm tội có vậy thôi. Vậy thì hạnh phúc nước trời đó là cái gì? Có cao quý không? Có quan trọng hơn? Các thánh tử đạo thấy nước trời cao quý, chấp nhận cái chết, chấp nhận cái chết chứ không phải là được tha bổng, được về lãnh vàng bạc, sống vui bình với vợ con, mà chấp nhận cái chết. Đấy, hình ảnh rõ ràng nơi các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta, và còn biết bao nhiêu những gương lành khác mà chúng ta phải suy nghĩ. Do đó hôm nay tôi muốn nhấn mạnh với ông bà anh chị em cái điều đó. Chúng ta đừng có sống đạo một cách hời hợt, sống đạo chỉ vì đến nhà thờ thôi. Còn ngoài ra chúng ta muốn sống sao sống, muốn chọn sao chọn. Nước trời còn xa vời, cái thực tế cuộc sống của chúng ta đây này. Đấy là vấn đề mà hôm nay ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ, đánh giá nước trời cao quý hạnh phúc như thế nào, hay là cái cuộc sống hiện tại của chúng ta hôm nay. Xin Chúa giúp để chúng ta có một cái suy nghĩ và chọn lựa. Xin mời công đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính đời Chúa Trời, con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chiều làm thời quân thống Siro Milato, chiều đón thánh trinh cây đinh giá chết mà tăng xa xuống ngục cao tầng, ngày thứ ba rồi trong kèo chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau mới trời hại xuống thăm xét, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần, có Bồ Thánh Thể này, các thánh thần công, tôi tin phép tha tội, tôi trong các loài người ngày so sánh lại, tôi tin mọi không ngày. Anh chị em thân mến, nước trời quả là một kho tàng vô giá, một viên ngọc quý báu mà tất cả người khôn ngoan nên, người khôn ngoan nào cũng nhất quyết chiếm kho báu được. Với ước mong chiếm hữu được nước trời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúa đã trao phó Đức Thánh Cha sao? Đức Thánh Cha nhiệm vụ chăm sóc Hội Thánh trên khắp hoàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người được lòng tin mạnh mẽ, lòng cây vững vàng và lòng yêu mến thiết tha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xưa chưa đã lực đất khách quê người, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa an ủi, nâng đỡ những kẻ đang phải sống xa gia đình, xa quê hương yêu dấu của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giao ly của Chúa thật quý bao và cần.
cần thiết biết bao cho đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn biết chuyên cần học hỏi giáo lý của Chúa, để nhờ đó mà hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa chấp nhận hy sinh gian khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết chọn con đường hẹp là con đường dẫn đưa đến cõi trường sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được phúc làm con Chúa, được Hội Thánh là mẹ chăm sóc, được tin mừng Chúa hướng dẫn trong cuộc sống thường ngày. Xin cho cuộc đời chúng con luôn là một lời cảm tạ Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em ơi, cầu nguyện đầy lệ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên những lời của lễ này Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện tại và đã tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là xứng đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cô, khi chịu khổ gánh đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa trên cao cả.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần cho thánh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con bình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi thề nguyện đọc mình chịu khổ vì người cầm lấy bánh, ta ơn bày ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu rau ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lan rộng khắp hoàn cầu để khiến tòa nội thánh trong đức men cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Giám mục Giuse phụ ta chúng con và toàn thể hoàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse Anna, các linh hồn gia tiên và các đăng linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào quân ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng ứng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông, thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể chứng người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con.
xin cho đời chúng con xa trước cam vô, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, cho hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự vào bí tích thánh thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu con một Chúa đã chịu khổ hạnh và sống lại hiền vinh. Xin cho bí tích tình yêu người trôi lại dần chúng con tới gượng ân cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.